Không không, cả nhà ưa có kẻ nhà, đáp án dây diện ổn trước đang được hiện lên màn hình đây này. Nhưng mọi người đã biết, thì thiên phèn gai bay của đêm đang có sự kiện bốc thăm trúng thưởng hạt dần quyền từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10. Thế lại như trên màn hình, kênh các mình để ở dưới phần bình luận. Hôm nay đã là ngày 28 tháng 10 rồi, nghĩa là chỉ còn 3 ngày nữa thôi là đã kết thúc. Cho nên mọi người cứ tham gia biết đâu sẽ được cái áo thôn thì sao? Câu hỏi chính ngày hôm nay là sự kiện bốc thăm kênh gặp vé của đơn đến ngày bao nhiêu thì kết thúc. Câu hỏi có từ tiếng Anh để cho mọi người không bị nhầm lẫn, cho nên đã được phóng to. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay quá. Theo như anh bìa bạn này, thấy bạn nhà đang ở nhà 700 kim cương và có xếp khối hình chữ lớp. Thấy nhà 700 kim cương là thấy mỏi chân rồi đấy. Ủa, tôi tưởng là nhà 700 kim cương cơ mà, sao lại thành là nhà 21.800 tiền sao đây? Bịt nhau rồi, bạn này đang dùng gân tường của sự kiện nào toàn năm ngoái và thành nhà gỗ đen 1.200 tiền sao? Như các bạn đã thấy, thì ở đại sảnh của căn nhà này có các món đồ không còn thống nhất với nhau, mỗi thứ một tí, cho nên là cũng không biết phải việc gì làm sao hết đi. Nhưng được cái là bạn ấy lẻ cái trên cao này mình đánh giá là cũng ổn nha, cùng có một giường đôi và thêm một cái ghế sofa. Một trong các căn phòng nhỏ ở bên phải căn nhà thì ở trong này chứa các món đồ sự kiện lễ tình nhân 14 tháng 2. Và một bên căn phòng còn lại là một nhà tắm đơn giản với hai chậu rửa mặt và bồn đi vệ sinh. Ở trên tầng hay bên phải căn nhà thì là có một cái bể cá sự kiện hoa anh đào và thêm một hàng xiên bẩn. Và góc còn lại là bể cá và thêm các món đồ trang trí khác nữa. Căn phòng nhỏ bên trái thì không có gì hết, bỏ qua. Tầng hai bên trái thì đặt có một khu chăm thú cương và một giường ngủ đơn. Theo như ở ngoài sân thì có các vật phẩm trang trí khác, đặc biệt là có dòng chữ xèo ớ. Các vật phẩm cách xa nhau quá nên chạy hơi cực. Một khu chứa đồ sự kiện người ngoài hành tinh và một khu bắc cầu nữa, nhưng dạng tầm thấp. Nếu đi dọc khu bắc cầu này thì cũng thấy có một độ khó nhất định. Bạn nhìn thấy các món đồ nhỏ như là chậu cây, quyển sổ, chai nước, bạt nhúm, cho nên lại tăng độ khó nữa. Nhà bạn này tuy có đầy đủ các tính năng dành cho nhu cầu cơ bản, nhưng mà sắp xếp theo bố cục chưa thực sự ăn khớp với nhau và cũng hơi lộn xộn. Tuy nhiên, thì bạn ấy cũng có đầu tư về mặt bắt cua, cho nên mình sẽ chống là 7.5 trên 10 nha. Tóc xoăn đỏ gạch ở trong cửa hàng trang phục giá 108 kim cương và thêm 4.200 tiền trao để nhượng sang màu tím nhạt. Băng đô lửa xanh ở trong gói cùng tên với giá là 250 kim cương. Đồ mẫu cháo ở trong gói mẫu cháo gà con với giá là 100 kim cương. Đôi giày này ở trong gói cùng tên, nếu tôi nhớ không nhầm, thì gói này khoảng 14.000 tiền sao. Gói này ít người vừa việc quá nên tìm không thấy giá gốc. Đôi cánh thiên thần ở trong cửa hàng trang phục với giá 173 kim cương. Kính tròn trắng ở trong cửa hàng trang phục với giá 7 kim cương. Máy ngựa hồng ở trong cửa hàng trang phục với giá 1.800 tiền sao. Biểu cảm khuôn mặt ở cửa hàng trang phục với giá là 96 kim cương. Khiếp, người toàn mùi kim cương thế này, bạn lấy phối đồ được, nhưng bạn ở trong gói mất rồi, cho nên mình sẽ chấm bạn này là 7.5 trên 10 nha. Ký tường, xin chan đã đến đây và buông lời cay đắng. Ok, chuẩn bị sẵn sàng nghe câu hỏi phụ nhân đôi may mắn chưa cả nhà. Hôm qua câu hỏi phụ đã là một câu hỏi khó rồi, cho nên hôm nay câu hỏi phụ sẽ là một câu hỏi chiêu dễ luôn nha cả nhà, thậm chí còn dễ hơn cả câu hỏi chính luôn á. Nhưng mà cũng đừng quên trả lời câu hỏi chính nha, sai câu hỏi chính coi như là bỏ luôn bình luận đấy luôn á. Câu hỏi phụ hôm nay là, màu tóc của bạn mình được nhiều trước đó là màu gì? Vì đáp án của câu hỏi này mình đã nói rõ ở đoạn biểu về nhân vật rồi, cho nên là ghi đầy đủ ra giúp mình nha. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay quá. Theo ông bìa bạn này, thì bạn đang chụp cùng với mấy con côn trùng của mình. Mình thấy sơ qua ở đây là có kẻ tiền vàng, bướm nữ hoàng, bọ cánh cứng và thêm một số dòng khác nữa. Căn nhà bạn này dùng cũng giống như bạn trước, là cũng là căn nhà 21.800 tiền sao, hơn tường hát tiết gỗ viền với giá 7.500 tiền sao, sàn nhà với màu bát tơ đậm nhạt với giá là 10 kim cương. Trước đây là góc bạn in chụp ngành để làm ảnh bìa. Ở đây sảnh đây thì mình nhìn qua là có một máy bán kẹo bông sự kiện lễ tình nhân 14 tháng 2, hai cây thông tiết, một bể cá mini, một bể cá lớn và bao dòng cá hiếm.
Loại đói à? Okay, vì không có câu hỏi liên quan như đồ ăn, cho nên đoạn này sẽ bị cắt đi. Một căn phòng ở bên phải nhà, ở trong này mình thấy bạn ấy trang trí như một phòng khách, bao gồm bộ bàn kế, chiếc giày và thêm các vật phẩm trang trí khác nữa. Căn phòng còn lại ở bên phải là một căn phòng ngủ, với hai cái giường đôi, một dàn máy tính. Và thêm các món đồ trang trí khác như là bàn trang điểm, tủ đồ, ghế sofa thì tôi đánh giá phòng này cũng rất ấm áp. Tầng 2 ở khu bên phải nhà là có một khu chăm thú cưng. Một hàng mano tanh, đa số tất cả các món đồ trong này đều là các món đồ hữu kiện hoặc là các gói kim cương và ở trong cửa hàng trang phục và thêm một số món là hộp bước thăm may mắn nữa. Căn phòng dễ thương này giống một khu chăm sóc em bé đặc biệt, các món đồ Giáng sinh và một nơi em bé. Tiếp theo là căn phòng ở bên trái nhà, thì bạn này đã chọn màu khàn nhà và màu sơn tường cùng tông xanh nước biển, và bạn ấy để làm nhà tắm cho nên nhìn tổng thể cũng rất là ưng thấy. Bạn này cũng đặt chỗ tắm thú cưng ở dưới này luôn, và đặc biệt là chậu tắm được bạn ấy để lên cao, cho nên mình thấy cũng ngáp đấy chứ. Và đặc biệt là cái khu chậu rửa mặt này thì bạn có kèm cả gương nên cũng khá chi tiết. Ở tầng hai bên trái bạn này có vẻ như là đang xây một khu nhà ăn. Mình thấy bạn ấy để hàng xiên bẩn, và thêm bàn ghế nữa, chắc bạn ấy đang xây dở. Cái lối để đi ra ngoài sân vườn hơi bị khuất và khó nhìn đấy nha chủ nhà ơi. Nếu nhìn qua một vòng thì bạn ý chỉ đề ở ngoài này là một khu dự kiện người người hành tinh và thêm một góc nhỏ sinh nhật gấu gương ông. Mình thấy nhà bạn này cũng có đầy đủ các tính năng nhu cầu cơ bản và một số khu thì cũng có trang trí theo một cách chi tiết nhất định, cho nên mình sẽ chấm là 7.5 trên 10 nhé. Tóc bụi hai bên ở trong cửa hàng trang phục với giá là 13.500 tiền sao. Tai nghe đơn giản ở trong bộ gói trợ lý với giá là 200 kim cương. Bộ này ở trong hộp bốc thăm món tráng miệng với giá 25 kim cương một hộp. Ngày đi mưa thỏ cưng ở trong hộp bốc thăm thỏ cưng với giá 20 kim cương một hộp. Kính ở góc vuông ở trong cửa hàng trang phục với giá 750 tiền sao. Biểu cảm dễ dãi ở trong cửa hàng trang phục với giá là 4.200 tiền sao. Bạn này mặc cũng theo bộ đồ có sẵn ở trong hộp bốc thăm trúng thưởng, cho nên mình sẽ chấm bạn này là 7 trên 10 nhé. Quý tường, xin chan đã đến đây và buông lời cay đắng. Chúng ta quay lại với đến chương trình đọc và trả lời bình luận nha. Bình luận đầu tiên của bạn Quang Nhật Lê, chưa bao giờ lên dệt tiền áo. Ok, bạn đã được lên dệt tiền áo, tiền lên dệt tiền áo của bạn là 10 triệu tiền mặt hoặc chuyển khoản. Bình luận đầu ít thôi không về sau không cho lên dệt gì nữa bây giờ, của bạn là 30 triệu, 20 triệu hôm qua và 10 triệu hôm nay nữa, chuyển khoản hoặc tiền mặt, đặc biệt bên mình có hỗ trợ ký giấy nợ. Bình luận của bạn Ngọc Quý Mai, nếu chị xin không chơi đèn lên thì là 24 tuổi, nếu chị xin chơi đèn luôn là 1 tuổi. Con ạ má, con không cần má tính tuổi giúp đâu, nghe mà dỗi thật sự, tự con tính là được rồi, ok? Bình luận của bạn Minh Nguyễn, em bận thi nên không vào được kênh hướng, nên câu hỏi phụ khó. Câu hỏi phụ là để nhân đâu may mắn thôi, chứ không bắt buộc đâu, câu hỏi bắt buộc là câu hỏi chính ấy, còn câu hỏi phụ thì không cần trả lời cũng được, cho nên là sẽ có xen cả câu hỏi khó và câu hỏi dễ nhé. Bình luận của bạn Ngọc Hạnh Nguyễn, em không lần lên thiệp gì đây, ở kém, của bạn là thêm 10 triệu nữa nhé và vẫn là chuyển khoản hoặc tiền mặt. Bình luận của bạn Tầm Đợi, em không đủ kim cương để đổi lại tên nhưng em có trái tim to để chứa xin trang. Ừ, tớ như này cơ à, ngạc nhiên đấy, ôm cái, chị cảm ơn nhé. Và đây là bình luận cuối cùng, hơi dài về bề ngang một tí, nhưng tóm tắt lại là, em xem rất nhiều về tiền ở của chị, nhưng mà không thấy bình luận của em và em hơi buồn. Vì chị một ngày nhận được khá là nhiều bình luận, nhưng mà đa số là chỉ có đáp án và tên. Một ngày chị có đọc hết bình luận của mọi người và lọc toàn những bình luận nào có thể trả lời. Và một số bình luận không thể trả lời vì vốn dĩ nó không có đáp án cố định và để tránh nhạt vài sau bình luận. Cho nên là các bình luận chào các thứ và các câu chúc thì chị sẽ tạm thời bỏ qua nếu như quá nhiều bình luận cần được trả lời. Và để tránh khó xử cho cả hai bên, thì sau mỗi tập xem nền tiếng của chị thì nếu mọi người không thấy bình luận của mình thì có thể đổi sang chủ đề khác cũng được nhé. Dù sao thì cũng xin lỗi về trải nghiệm không vui khi xem The DL và mong mọi người thông cảm nhé. Vậy nha, video dài rồi, bye bye cả nhà, chúc cả nhà may mắn, bye bye.